Phó giáo sư tiến sĩ Lê Anh Tuấn cũng đã liên lạc với mẹ của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh. Bà chia sẻ Hồ Hoài Anh đi nước ngoài là thật. Ông Lê Tuấn Anh nói mẹ Hồ Hoài Anh rất buồn. Bà bảo đã liên lạc với Hồ Hoài Anh và cậu ấy khóc. Hồ Hoài Anh bảo cậu ấy đi cùng vợ và con gái nên không có chuyện gì cả. Với trường hợp của Hồ Hoài Anh chưa phải là đảng viên, nhưng ra nước ngoài vẫn phải xin phép. Hồ Hoài Anh đã tự động đi không phải mục đích vì nghệ thuật mà là giải trí. Khi Hồ Hoài Anh đi rồi, sau khi truyền thông đưa tin, chúng tôi mới biết nhân sự của mình ra nước ngoài. Do đó, khi nhạc sĩ Hồ Hoài Anh trở về nước phải lập tức có mặt tại học viện và làm tường trình giải thích lý do tại sao ra nước ngoài không xin phép. Diễn viên Hồng Đăng và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh đang trở thành tâm điểm chú ý của dư luận khi bị cho là dính vào vụ bê bối trong chuyến đi nước ngoài. Trước những thông tin không hay nhắm vào mình, mới đây diễn viên Hồng Đăng đã khóa trang Facebook cá nhân để tránh né búa rìu dư luận. Động thái này của Hồng Đăng khiến nhiều khán giả không khỏi bất ngờ và tò mò. Một số người hâm mộ tỏ ra lo lắng cho nam diễn viên thương ngày nắng về, song cũng có ý kiến cho rằng anh nên lên tiếng trước những thông tin không hay về mình đang lan truyền trên mạng xã hội. Trao đổi trên Zing, Phó giáo sư tiến sĩ Lê Anh Tuấn, Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam cho biết chiều ngày 1 tháng 7, ông nhận cuộc gọi chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông về trường hợp của nhạc sĩ, giảng viên Hồ Hoài Anh. Tối cùng ngày, lãnh đạo của trường đã tổ chức buổi họp khẩn để bàn bạc và hoàn thành văn bản báo cáo lên Bộ Văn hóa. Theo ông Lê Anh Tuấn, trong văn bản báo cáo bao gồm 3 nội dung. Cụ thể, lãnh đạo của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã tiếp nhận các nội dung được phản ánh về giảng viên Hồ Hoài Anh trên truyền thông. Trong thời gian này, tất cả hoạt động, những gì liên quan đến hình ảnh, công việc của Hồ Hoài Anh sẽ bị trường đình chỉ. Phó giáo sư tiến sĩ Lê Anh Tuấn đã có những chia sẻ trên Vietnamnet. Cụ thể, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh hiện đang là giảng viên khoa âm nhạc truyền thống của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Hồ Hoài Anh vừa tổ chức thi tốt nghiệp kết thúc năm học cho các học viên của mình. Tuy nhiên, tới ngày 15 tháng 7 học viện mới nghỉ hè vì còn các công tác tuyển sinh cho năm học tới. Vì thế, theo quy định của cơ quan, sau ngày 15 tháng 7 các cán bộ, giảng viên mới nghỉ hè và họ có thể đi đâu cũng được với điều kiện ở trong nước, còn ra nước ngoài là phải xin phép, nếu là đảng viên còn phải xin phép đảng ủy khối. Với trường hợp của Hồ Hoài Anh chưa phải là đảng viên, nhưng ra nước ngoài vẫn phải xin phép, Hồ Hoài Anh đã tự động đi không phải mục đích vì nghệ thuật mà là giải trí. Khi Hồ Hoài Anh đi rồi, sau khi truyền thông đưa tin, chúng tôi mới biết nhân sự của mình ra nước ngoài. Do đó, khi nhạc sĩ Hồ Hoài Anh trở về nước phải lập tức có mặt tại học viện và làm tường trình giải thích lý do tại sao ra nước ngoài không xin phép. Hồ Hoài Anh đã vi phạm quản lý cán bộ viên chức của cơ quan, chúng tôi sẽ xin ý kiến của vụ tổ chức cán bộ cũng như lãnh đạo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch hướng xử lý cụ thể, nhưng về nguyên tắc thế là sai, Hồ Hoài Anh phải chịu hình thức kỷ luật của nhà trường. Phó giáo sư tiến sĩ Lê Anh Tuấn cũng đã liên lạc với mẹ của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, bà chia sẻ Hồ Hoài Anh đi nước ngoài là thật, ông Lê Tuấn Anh nói mẹ Hồ Hoài Anh rất buồn. Bà bảo đã liên lạc với Hồ Hoài Anh và cậu ấy khóc. Hồ Hoài Anh bảo cậu ấy đi cùng vợ và con gái nên không có chuyện gì cả. Hồ Hoài Anh đang rất buồn. Chia sẻ với Tuổi Trẻ Online, ông Tuấn nói nếu đúng Hồ Hoài Anh phạm tội như bị cáo buộc thì ông rất tiếc và thất vọng bởi cả quá trình công tác tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh là một giảng viên nghiêm túc trong công việc, có trách nhiệm trong việc giảng dạy sinh viên. Tuy Hồ Hoài Anh không phải đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua hay những mức thi đua xuất sắc khác nhưng nhạc sĩ này luôn luôn hoàn thành nhiệm vụ, không có điều tiếng gì, được mọi người đều yêu quý. Đặc biệt, với lao động nghệ thuật, Hồ Hoài Anh rất nhiệt tình và nghiêm túc. Theo nguồn tin của Tuổi Trẻ Online, Hồ Hoài Anh đi nước ngoài cùng với vợ con, nhưng đêm nay, mùng 1 tháng 7 sẽ chỉ có vợ và con gái Hồ Hoài Anh về nước. Theo VTC News, Đài truyền hình Việt Nam vừa quyết định tạm dừng phát sóng các phim hoặc chương trình có hình ảnh diễn viên Hồng Đăng và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh và thay thế bằng phim hoặc chương trình khác. Cụ thể, về việc diễn viên Hồng Đăng và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh hiện đang có scandal tại nước ngoài, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo đài, ban thư ký biên tập đề nghị các đơn vị khẩn trương rà soát chương trình sản xuất, giám sát sản xuất, thay thế hoặc cắt bỏ chương trình nếu xuất hiện hình ảnh hai nhân vật này trên sóng số ngay từ hôm nay, kể cả chương trình phát lại. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ. Lần đầu tiên tôi livestream và bởi vì sướng quá, tôi đang có mặt ở đây cùng với anh Hồng Đăng sân này, đây này, Sun Queen tại đảo Maloka.